À, như vậy chúng ta đã đi vào tìm hiểu xong cái nội dung của chương 3 rồi, là xã hội cổ đại đúng không nè. Chúng ta đã được tìm hiểu về các quốc gia cổ đại rồi, bao gồm có cả các cái quốc gia ở phương Đông và các quốc gia ở phương Tây nữa. Thế thì hôm nay chúng ta sang một tìm hiểu một cái chương mới, đó là Đông Nam Á từ những thế kỷ tiếp giáp công nguyên cho đến thế kỷ thứ 10. Như vậy thì cái chương Đông Nam Á này chúng ta sẽ tìm hiểu trong vòng một tiết, trong vòng 2 tiết thôi. Tức là cái phần của trong vòng có hai nó có hai nội dung, nó có hai bài, thì chúng ta có một bài là bài 13, chúng ta sẽ giảm tải, chúng ta không cần phải học, chúng ta sẽ tự học cái nội dung của bài 13 nhé. Rồi bây giờ trước hết để đi vào cái phần tìm hiểu chương 4 này thì theo em thì Đông Nam Á ngày nay là có bao nhiêu quốc gia? Đó là những quốc gia nào? Bạn nào biết? Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? Và đó là những nước nào? Giờ biết nước nào mình kể nước đó ha. Bây giờ mình kể tên, mình kể ra cho cô là có bao nhiêu nước đã. Cô mời bạn Minh Khang. Cô đang nói không chỉ một nước ở Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái, Campuchia, Lào, Đông Timor, Malaysia, Indonesia, Singapore, Myanmar và tôi không biết đường đó. Rồi, bạn kể ra được là 9 nước rồi, đúng không? Rồi, bạn kể ra được gần đầy đủ rồi đó. Như vậy thì một bạn nào có thể bổ sung cho bạn Minh Khang không nào? Rồi, cô mời bạn Quỳnh Như. Dạ thưa cô, em bổ sung cho bạn là Brunei và Trung Quốc. Brunei và Trung Quốc. Brunei hồi nãy bạn Khang chưa kể đúng rồi hả? Trung Quốc có phải là nằm trong khu vực Đông Nam Á không ha? Trung Quốc có phải nằm trong khu vực Đông Nam Á hay không? Rồi xíu nữa chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Bây giờ chúng ta nói chốt lại đi, đó là khu vực Đông Nam Á gồm có 11 nước đúng không nè? Như vậy bây giờ cô mời một bạn nào, đó là cô mời bạn Hà Anh, bạn giới thiệu về 11 nước Đông Nam Á này cho các bạn nào. Dạ thưa cô là Campuchia, Đông Timor, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Singapore, Lào, Việt Nam, Brunei, Philippines và Malaysia. Rồi, cô cảm ơn bạn. Như vậy hiện nay Đông Nam Á là một khu vực gồm có 11 nước nha. Trong đó là có Việt Nam của chúng ta, trong đó có Việt Nam của chúng ta này. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu đi vào để chúng ta tìm hiểu xem là các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỷ thứ 10 có những đặc điểm gì. Như vậy chúng ta ghi cho cô nhé, chương 4 này, rồi ghi bài 12 vào. Chúng ta ghi vào vở đi. Chương 4. Đi xem rồi cô. Xong rồi cô. Như vậy thì cái mục tiêu cần đạt trong cái nội dung của bài ngày hôm nay thì cái yêu cầu á là sẽ nắm được
vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á, sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á trước thế kỷ thứ 7, một số đặc điểm căn bản về quá trình hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á. Như vậy đây là các mục tiêu cần đạt. Chúng ta ghi cho cô phần 1 vào vị trí địa lý của Đông Nam Á. Nội dung này thì chúng ta sẽ tự học. Nội dung này chúng ta sẽ tự tìm hiểu nhé. Nhưng mà cô cũng giới thiệu sơ qua một chút xíu về cái vị trí của khu vực này cho các bạn. Các bạn quan sát vào trên cái màn hình của cô nè, thấy chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là đây là cái bản đồ thế giới này. Và đây là cái bản đồ của khu vực Đông Nam Á. Như vậy hồi nãy là bạn có một bạn là kể là có đất nước Trung Quốc đúng không? Trung Quốc là nằm ở trong khu vực Đông Nam Á, như vậy thì chưa chính xác. Đây là chúng ta nhìn thấy Trung Quốc chưa? Nó là cái màu xanh này này. Như vậy là cái Trung Quốc là nó nằm chủ yếu là nó nằm ở phần Bắc Á. Rồi, các bạn quan sát, cô sẽ xác định vị trí của khu vực Đông Nam Á này. Đây nhá. Myanmar này, cái phần này màu vàng này, bắt đầu từ phần màu vàng này ha. Đây. Đấy, đi xuống đây, đây là toàn bộ khu vực Đông Nam Á của chúng ta này. Là tới ngoài ngoài biển luôn này, những cái đảo ở ngoài khơi này. Thấy chưa? Rồi, khu vực này, đây là Việt Nam của chúng ta nữa. Rồi, lên đến đây. Như vậy đó là toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Thì đây, chúng ta nhìn thấy cái khu vực này, nó đây là cái bản đồ của khu vực thôi. Chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy rất rõ này. Thấy chưa? Đông Nam Á này. Đấy. Như vậy cái phần này chúng ta sẽ tự học nhé. Rồi chúng ta chuyển sang phần thứ hai. Các bạn ghi cho cô hai lớn, sự xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 7. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 và phần 3 thôi nha. Ai là mã là con là mã. Xong chưa? Rồi cô. Chúng ta quan sát lại màn hình nhé. Đây là khu vực Đông Nam Á nè. Thấy chưa? Như vậy thì khu vực Đông Nam Á này thì chúng ta thấy rằng là khí hậu ở đây là chủ yếu là khí hậu nhiệt đới gió mùa, và đặc điểm chung là nóng ẩm này, mưa nhiều này, và có hai mùa đó là mùa khô và mùa mưa. Như vậy những cái điều kiện này nó rất là thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp trồng lúa nước, và chính vì vậy cho nên đây là cái cơ sở để mà có thể hình thành những cái vương quốc cổ tại khu vực này. Rồi bây giờ các bạn quan sát trên lược đồ. Đây là lược đồ các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu công nguyên cho đến thế kỷ thứ 7. Rồi, và cho cô biết này, các vương quốc cổ Đông Nam Á xuất hiện vào thời gian nào. Rồi bây giờ cho cô biết này, các vương quốc cổ ở Đông Nam Á xuất hiện vào thời gian nào? Các bạn vừa nhìn trên sách giáo khoa, các bạn vừa quan sát ở trong lực đồ luôn nha. Rồi, cô mời bạn Kim Anh. Dạ, thưa cô là... Cô có thể đọc lại. Các vương quốc cổ xuất hiện vào cái thời gian nào em? Dạ, thưa cô. Vương quốc cổ... xuất hiện từ thế kỷ thứ 7. Từ thế kỷ thứ 7 hả? Rồi, bạn Kim Anh trả lời đúng chưa bạn Quỳnh Như? Dạ thưa cô là chưa đúng ạ. Theo em là các vương quốc cổ xuất hiện. Thưa cô là theo... cô là theo em là vương quốc ở các vương quốc cổ này xuất hiện từ trước thế kỷ 10. Như vậy là bạn nói là trước thế kỷ 10, rồi còn bạn Kim Anh thì nói là xuất hiện vào thế kỷ thứ 7. Rồi, bạn nào có ý kiến khác không? Rồi, cô mời bạn Hà Anh nào. Dạ thưa cô, theo em các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 7. Từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 7, đúng rồi.
À, như vậy chúng ta thấy ngay cả cái đề, ngay từ cái đề mục là nó đã cho chúng ta biết được cái quá trình, cái thời gian mà các quốc gia, các vương quốc cổ ở Đông Nam Á xuất hiện rồi, đúng không nè? Rồi, à, như vậy thì các bạn hãy quan sát lên trên cái lược đồ này và cho cô biết nè, một số các vương quốc, kể tên cho cô một số các vương quốc xuất hiện đầu tiên ở Đông Nam Á. À, quan sát vào sách giáo khoa, quan sát vào lược đồ hình 12.2 cho cô biết tên của các quốc gia xuất hiện đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Rồi, cô mời bạn Hải Yến. Rồi, bạn nào bổ sung thêm cho bạn Yến không? Cô mời bạn Hoàng An. Dạ thưa cô, các vương quốc đầu tiên ở Đông Nam Á như là Champa, Nam, Pegu, Thetan. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta quan sát nha. Cô sẽ xác định trên lược đồ để chúng ta thấy rõ luôn là sự các cái quốc gia, các quốc, các cái vương quốc cổ ở Đông Nam Á được thành lập này. Rồi, đầu tiên chúng ta thấy là ở trên con dọc theo cái con sông Mekong, đúng chưa? Dọc theo con sông Mekong này. Thì có các vương quốc như là Chân Lạp này, Phù Nam này. Đó. Được hình thành ở đây từ rất sớm. Rồi, dọc theo con sông Mekong thì có đất nước Đốn Tốn này, đúng chưa? Rồi, con sông Irrawaddy. Hay sông Irrawaddy thì chúng ta thấy rằng là có hai nước, đó là Pegu và Thaton. Chưa? Rồi, ngoài ra đây là cái vùng ở trong trong lục địa nhá. Ngoài ra thì ở vùng ngoài hải đảo nữa. Đây, ngoài hải đảo này. Tức là ngoài khơi, ngoài biển ấy thì chúng ta thấy rằng là còn có gì đây? Có là hai đất nước, đó là Malayu này và Taruma. Giờ như vậy đây là các quốc gia được hình thành từ rất sớm, khoảng từ đầu công nguyên cho đến thế kỷ thứ 7. Rồi, như vậy chúng ta ghi cái nội dung này vào vở nha. Các bạn ghi cái nội dung đó vào vở đi.
Xin chào mọi con. Rồi các bạn xong hết rồi phải không? Chưa con. Chúng ta tiếp tục nha. Chưa con. Em chưa hả? Rồi. Cố gắng viết nhanh lên một chút xíu ha. Các bạn xong rồi chờ bạn mình một tí xíu nha. Dạ xong rồi cô. Rồi, như vậy chúng ta tiếp tục sang phần 3. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ đầu thế kỷ 7 đến thế kỷ 10. Đây lại là một thời kỳ khác ha. Các bạn ghi ba lớn vào. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ các bạn hãy quan sát lên trên cái màn hình nè. Phần phía bên trái đây là bản đồ của 11 nước trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Và cái hình bên phải là hình 12.3, lược đồ các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỷ 7 cho đến thế kỷ thứ 10. Như vậy thì quan sát vào lược đồ 12.3, em hãy xác định cho cô vị trí của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỷ 7 cho đến thế kỷ 10. Nội dung này chúng ta sẽ xác định nha. Các bạn nhìn vào trong sách giáo khoa đi. Trang 65, hình 12.3. Mỗi bạn cầm một cái cây bút lên. Rồi các bạn sẽ xác định từng vị trí của từng nước cho cô. Các bạn nhìn thấy chưa đã? Các bạn sẽ nhìn vào trong hình 12.3, cầm cái bút lên. Rồi các bạn sẽ xác định vị trí từng nước. Được chưa? Bây giờ cô mời một bạn nào, các một bạn sẽ giới thiệu vị trí của các nước này, rồi các bạn ở dưới chúng ta sẽ mở ra, chúng ta mở sách, chúng ta sẽ khoanh tròn nha. Bạn xác định, bạn đọc tên nước nào là mình sẽ khoanh tròn, mình xác định nước đó trên bản đồ cho cô nha. Rồi cô mời bạn Quốc Dũng nào. Bạn Dũng giới thiệu cho cô về các nước ở Đông Nam Á từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 10. Dũng ơi, bên Dũng bị sao hả? Thưa cô là... À, bạn Dũng ơi. Thưa cô là các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỷ... 7. 7 đến thế kỷ 10 bao gồm 3... Bagan, Peru... Bạn Dũng nhìn vào cái hình 12.3 trong sách đó cho dễ, cho nó rõ, chứ trên màn hình nó mờ lắm. Các bạn nghe bạn Dũng đọc đến tên nước nào là... Các bạn nghe bạn Dũng đọc đến tên nước nào thì các bạn sẽ xác định nước đó liền cho cô nha. Cô là Tha-tơ, Harifunyaya, Taravati, Campuchia, Đại Cổ Việt, Chăm Ba, Butuan, Siviyaa, Tumas, Sikarian. Đúng rồi. Như vậy các bạn đã nghe thấy bạn Dũng đọc và chúng ta xác định được trên cái lược đồ hình 12.3 hết chưa?
Dạ rồi. À rồi ha, đáng lẽ nếu mà chúng ta học trực tiếp trên lớp thì chúng ta sẽ lên trên bảng, chúng ta nhìn thấy trên bản đồ, chúng ta sẽ xác định trực tiếp. Còn bây giờ thì tự chúng ta sẽ làm việc cá nhân vậy thôi ha. Rồi, như vậy thì bây giờ ha, chúng ta sẽ quan sát lên trên cái bản đồ này luôn. Bạn Quốc ơi, bạn Dũng, Quốc Dũng tắt mic đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ nữa. Đó là các vương quốc đó ngày nay nó thuộc quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á? Không. Chúng ta sẽ dùng cái bản đồ tương ứng này, chúng ta đối chiếu với lại cái bản đồ hình 12.3, thấy chưa? Rồi, như vậy chúng ta quan sát lên trên màn hình, chúng ta sẽ xác định được không? Chúng ta xác định được không? Những nước nào, đó là bây giờ những nước đó là thuộc những nước nào hiện nay? Nào, bạn nào giơ tay lên đâu? Cô mời bạn Minh Hoàng. Dạ là nước, dạ là nước Đại Cổ Việt là Champa là sẽ là Việt Nam, còn Bagan, Begu, Thaton là Myanmar, Campuchia, Davaravati là vẫn là Campuchia, Haribunjaya là Thái Lan, Sriwijaya, Kalinga là Indonesia, Butuan là Philippines, còn Tumasit là của Singapore. Đây, bây giờ bạn đã xác định được này ha, các cái nước này. Hồi nãy bạn có nói thì ở đây có cái phần này nó nhầm lẫn tí xíu thôi. Còn lại các bạn trả lời là chính xác rồi. Phần ở Campuchia đây này, chúng ta thấy Campuchia là nó là cái ở cái từ thế kỷ thứ 7 là ta Campuchia nó có tên là Campuchia luôn rồi. Còn ở Thái Lan thì chúng ta thấy là gì đây? Thái Lan lúc bây giờ đó thì là Davaravati. Thì là Thái Lan. Đây cái phần này cô sẽ chiếu để cho nó rõ hơn. Chưa? Chúng ta thấy chưa nè? Như vậy hồi nãy là bạn Hoàng đã trả lời là chính xác ở cái phần khác rồi. Cô chỉnh sửa lại một tí xíu như vậy thôi. Như vậy chúng ta nhìn thấy rất là rõ này. Ba nước này, Bagan này, Peru này, Thaton này, đó chính là Myanmar này. Chưa? Rồi, Haribunjaya. Này, Haribunjaya này với lại Davaravati. Đây khúc này này. Thì nó trở thành đất nước Thái Lan đúng không? Bây giờ nó là Thái Lan, Campuchia này, Đại Cổ Việt và Champa chính là Việt Nam của chúng ta hiện nay. Tumasit là Singapore, đúng rồi. Tumasit là Singapore đây, nằm đây. Rồi phần này là phần của Philippines. Nha. Đây là Philippines. Rồi này là Malaysia. Chưa? Malaysia. Indonesia. Cô xin lỗi, đây là Indonesia, mà Malaysia là phần còn lại đây. Rồi, như vậy các bạn chú ý ha, nắm được cái phần này chưa này? Sriwijaya và Kalinga, đây là hai nước này. Đó. Là Indonesia hiện nay. Đây này, Tumasit nó có tí xíu ở đây này, Singapore bây giờ là một nước nó nhỏ lắm. Diện tích của nó chỉ tương đương với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thôi. Đây, nằm ở đây này. Nha. Như vậy là chúng ta đã xác định được các vương quốc phong kiến và thuộc về những quốc gia nào ngày nay. Thì chúng ta sẽ hoàn thành cái phần ghi này và vở cho cô. Đây là nội dung ghi của phần 3. Các bạn hoàn thành phần ghi vào nhé. Như vậy chúng ta đã vừa mới tìm hiểu xong những cái đặc điểm của các cái nước ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Như vậy là chúng ta nắm cho cô, ngoài việc các nước ở trong lục địa được thành lập thì còn có những nước ở ngoài hải đảo nữa, đúng chưa này? Ví dụ như là hai nước là gì đây, Sriwijaya, rồi cái nước Kalinga nha, nằm ở ngoài hải đảo. Các bạn ghi vào vở đi.
lớp mình hiện nay là giờ là có mỗi 35 bạn thôi. Tại là có mặt 35 bạn. Các bạn bỏ tay xuống hết đi để cô điểm danh cho dễ ha. Các bạn hạ tay xuống. Số 6 này, số 6, số 7 không thấy này. Số 6 là bạn Nguyễn Trần Quốc Dũng phải không? Các bạn Huỳnh Đức nữa nè. Hai bạn này là không có rồi. Số 13 nữa nè. Bạn Trịnh Vĩnh Khang hôm nay nghỉ ha. À số 13 đó. Bạn Khang cô thấy rồi. Khang tại bỏ tay xuống á. Cô thấy bạn Khang rồi. Số 33 này. Số 33 là bạn Nguyễn Thành Tiến. Như vậy là vắng bạn Thành Tiến, bạn Quốc Dũng, bạn Huỳnh Đức. Rồi các bạn ghi xong rồi thì chúng ta nghỉ ngơi nha. Ôi bạn Quốc Dũng có trong lớp mà cô. Vậy hả, bạn Quốc Dũng này cô thấy số bạn cô thiếu số nè. Bạn số 6 hả? Bạn Dũng có trong